Hôm nay sẽ ôn cái bài điện tử số để nhằm mục đích là học tốt cái bộ môn thiết kế mặt của thầy Việt trường ICPU. Thì để ôn lại thì vì mình không có cái giáo trình điện tử số của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên, cho nên mình tạm lấy cái giáo trình của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nó đầy đủ hơn và nó rộng hơn. Ta vào cùng vào đây thì nó cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch, các trang bị nguyên lý, phân tích thiết kế các mạch số cơ bản, tạo cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. Giáo trình nước ngoài này các bạn, mình chẳng hiểu sao rất lười học các giáo trình nước ngoài, khả năng tiếng Anh mình kém nên mình rất ngại học. Để mình ghi nhớ lại hôm nào mình sẽ học để... Nội dung của nó thì gồm có giới thiệu điện tử số, các cấu trúc, các mặt số, thiết kế vân vân. Thì nội dung môn học đó là chương 1 giới thiệu về điện tử số, các hàm chương 2 giới thiệu các hàm logic, chương 3 là các phần tử logic cơ bản, chương 4 là hệ tổ hợp, chương 5 là dãy số. Hệ thống điện tử thì nó bao gồm các linh kiện, tiếp đến các mạch điện, các thiết bị hệ thống điện tử. Như vậy có sự khác nhau giữa thiết bị số và thiết bị tương tự là gì? Đó là trong khoa học công nghệ cuộc sống đời thường, ta phải tiếp xúc với số lượng có thể đo, quản lý, ghi chép, tính toán, giúp việc xử lý ước đoán phức tạp hơn. Và có hai cách biểu diễn số lượng, hoặc là dạng tương tự hoặc là dạng số. Dạng tương tự là nhiệt độ, tốc độ, điện thế, đầu ra của micro chẳng hạn, đấy là biểu diễn dưới dạng biểu độ liên tục của các giá trị, nhưng mà miền biểu độ liên tục. Còn dạng số là thời gian hiện trên đồng hồ điện tử, đấy, ví dụ như thế, là biểu diễn trong đó có sự thay đổi từng mốc rời rạc số và tương tự. Hệ thống số và hệ thống tương tự. Hệ thống số là các tổ hợp thiết bị thiết kế được để xử lý các thông tin logic dưới dạng vật lý số lượng, ví dụ như máy tính, máy vi tính, các thiết bị âm thanh số, hệ thống điện thoại, ứng dụng lĩnh vực điện tử, cơ khí từ, hệ thống tương tự chứa các thiết bị xử lý các số lượng vật lý ở dạng tương tự, hệ thống âm ly, băng ghi từ. Về điện tử số thì công nghệ ưu nhược điểm so với tương tự, dùng công nghệ số để thực hiện các thao tác giải pháp tương tự. Ưu điểm của công nghệ số, các thiết bị dễ thiết kế hơn, không cần phải không cần các giá trị chính xác, UI cần phải đo khoảng cách, lưu trữ thông tin dễ, đo các mạch chốt, các thông tin lâu tùy ý, độ chính xác cao hơn. Thì công nghệ số ưu nhược điểm so với tương tự thì hạn chế đây, công nghệ số đây, ưu điểm công nghệ số là nó dễ thiết kế hơn đấy, và nó không cần phải không cần giá trị chính xác UI, mà chỉ cần khoảng cách ở mức cao và mức thấp thôi. Nó lưu trữ thông tin dễ, các mạch chốt có thể giữ cái thông tin lâu tùy ý, độ chính xác cao. Từ việc nâng độ cao chính xác là 3 chữ số đến 4 chữ số đơn giản, chỉ cần lắp thêm mạch. Hệ thống tương tự là lắp thêm UI và thêm nhiễu. Các xử lý có thể lập trình được và ít bị nhiễu. Về hạn chế thì số lượng vật lý trong thực tế tự nhiên chủ yếu là ở dạng tương tự. Đấy.
ví dụ nhiệt độ, áp suất, vận tốc. Cái hàm logic thì phần này mình chỉ lướt qua bởi vì phần này mình biết rồi. Mạch logic nó hoạt động dựa trên chế độ nhị phân mà. Này tạm thời mình sẽ lướt qua thôi. Các tính chất của nó, tính chất phong phú nhé, phép bù, phép tổng thì bằng tích, phép đảo thì tích thì bằng tổng. À, nguyên lý đối ngẫu, không thì đối với một. Điều dựng logic cái dạng chính quy, dạng tuyển, tức là giả tổng thành tích đấy, giả tuyển là tổng thành tích, hội là tích thành tổng. Một hàm logic có thể biểu diễn cái dạng chính quy nếu mỗi số hạng của nó đều đầy đủ các biến tuyển chính quy và hội chính quy. Định lý Shannon thì mỗi hàm logic bất kỳ được triển khai theo một biến cái dạng tổng của hai logic. Ở đây là dạng, dạng tích này thì ta chuyển nó thành dạng tổng hoàn toàn có thể được. Điều dẫn logic với dạng số, tuyển chính quy, hội chính quy. Tối thiểu hóa các hàm logic, việc tối thiểu hóa hàm có hai phương pháp tối thiểu hóa là phương pháp đại số và phương pháp bìa cắt nô. Nếu mà AB cộng với A B ngang thì nó
nó sẽ bằng a nhân cho 1 cộng b ngang bằng a, hoặc là a cộng với ab thì nó cũng chính là bằng a, a 1 cộng với b nó cũng bằng a, a cộng với a ngang nhân b thì nó bằng a cộng b. Phương pháp nhóm số hạ. Phương pháp loại bỏ số hạ thừa. Này việc tối thiểu hóa như thế nào, a ab giao nhau thì ab cộng với bc cộng với ac nhân cho b cộng với b ngang, đấy, người ta thêm vào cái thành phần này, sau đó sẽ nhân vào với nhau, và a cộng với abc, b ngang nhân c cộng với ab ngang c, ab là 1 cộng với C, B B ngang C là 1 cộng với A. Như thế nó bằng là AB cộng với B ngang C. Ta áp dụng cho một cái bài tập này. Phương pháp tìm khắc nô thì hai ô liền kề nhau chỉ sai khác một giá trị của một biến tương ứng với tổ hợp khác nhau một giá trị để khắc nô không tính không gian. Và các mô hàm 2, 3, 3, 4 biến đấy. Thì nhóm, quy tắc nhóm là ta nhóm các ô liền kề và giá trị của chúng bằng 1 lại sao cho số lượng các ô trong nhóm lớn nhất có thể được, đồng thời số lượng các ô phải là lũy thừa của 2. Với hình dạng nhóm hình chữ nhật hoặc là hình vuông, nhóm có 2 mũ NO loại bỏ được N biến, biến nào nhận giá trị ngược nhau trong nhóm sẽ được bị loại. Các nhóm có thể trùng nhau một vài phần tử nhưng không được trùng hoàn toàn, mà là phải nhóm các ô lại bằng 1, nhóm chính thì bằng số lượng của nhóm sau là tối thiểu hóa. Đây ví dụ cái bài tập này, F A ngang B ngang C, A ngang B C ngang, A ngang B B C ngang cộng với A B ngang C cộng với A B C cộng với A B C ngang thì ta tối thiểu hóa lại với nhau. Đấy. Ta có thể đặt AB chung này. Đây còn là C cộng với C ngang. Đây. Trường hợp đặc biệt nếu mà hàm không xác định tại một vài tổ hợp biến nào đó ký hiệu các ô khác ngang, thì với ô ngang là ô 1 không nhất thiết phải điền phải nhóm hết các ô ngang lại với nhau. Chỗ này là chính là 1 0, 1 0 tức là a và b ngang, a b ngang nhóm lại ở bảng này thì nó chính là này, nó chính là 0 0, tức là AB. Ta cộng vào tối thiểu hóa lại nó được cái giá trị này. Bây giờ bài tập áp dụng cho các bài sau đây. Lưu ý các bài không xác định thì nó sẽ có dấu gạch ngang. Bài ôn đến đây là đến chương 3 phần thử logic cơ bản thì sẽ được nhắc lại ở video sau.